mấy anh em có công nhận là con Hugi trong game thấy ghê, còn ở ngoài nó cũng thấy ghê giống như trong game không? Càng nhìn càng thấy ghê luôn á. Tôi thì tôi không có sợ con Hugi này, tôi sợ là mình bị đói bụng không có gì để ăn thôi. Còn mấy anh em ở ngoài này có nỗi sợ gì nói cho tôi biết coi. Em thì em sợ ma nhất luôn, có lúc sợ có lúc không sợ, còn ai sợ gì nữa thì không có biết. Tôi thì sợ nắng nhất luôn, tại vì nắng sẽ làm đen cái làn da màu đen của tôi. Nghe mấy bạn nói chuyện làm cho tôi buồn ngủ quá trời luôn á. Ai có câu chuyện gì kể cho mình nghe mình bớt buồn ngủ đi mấy bạn ơi. Tôi có câu chuyện muốn kể cho anh em nghe nè. Tuổi trẻ đó anh em thấy một ngày vậy thôi, chứ khi anh em lớn lên á thì chỉ có 24 tiếng à. Cái gì? Vậy cũng nói đi. Chào mừng quý bạn và quý vị đã đến với chương trình Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Và câu chuyện hôm nay tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn là một câu chuyện ma trên Đà Lạt. Trời đất ơi, thầy sợ ma mà thầy nghe chuyện ma để thầy ngủ kìa. Anh em thấy có chất chơi người dơ không? Lúc ngủ thì đâu còn biết sợ nữa, có lúc tỉnh thì mới sợ ma mà thôi. Nhưng mà lúc tỉnh thì thầy đâu có chịu nghe. Vậy thì mình sẽ cho thầy trải nghiệm cảm giác thực tế. Cái gì? Trải nghiệm cảm giác thực tế gì vậy Zombie? Em sẽ cho thầy trải nghiệm cảm giác ở giữa đồng lúc 3 giờ sáng. Xin giới thiệu với tất cả các bạn tựa game kinh dị Việt Nam Đồng Cỏ Lao. Lâu 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 thì ta mới nhậu một lần. Lâu 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 thì ta mới nhậu một lần. Này, vậy chủ cha nhà mày, mày ăn mày nhậu, mày nằm ngoài đường như vậy đó, mày coi được không? Về nhanh. Zombie, tổ cha nhà mày nửa đêm không cho thầy ngủ, bắt thầy chơi game kinh dị Việt Nam mà còn có cái đồng ruộng giống như ruộng nhà thầy. Người làm sao thầy ngủ được hả? Dạ em không có biết, em cũng sợ ma nữa thầy ơi. Cái gì nè, hình như là cái đèn pin đó thầy ơi. Lụm đi thầy. Đúng rồi, đây là cái đèn pin. Cái đèn pin này hồi đó dưới quê thầy là đội lên đầu để đi bắt cá bắt ếch nè. Rồi bây giờ mình đang ở giữa ruộng nè thầy. Thầy đội lên đầu thầy đi bắt cá bắt ếch cho em coi đi thầy. Nói chứ bây giờ có cho tiền thầy cũng không dám đi nữa. Bây giờ lấy cái đèn này kiếm đường về đi mấy đứa ơi. Ủa mà câu chuyện này là sao? Mình là ai? Nhân vật của mình là gì? Tố chất lãnh đạo, sự đẹp trai, giàu có là những thứ mà nhân vật của thầy không có. Nhân vật của thầy là một người tối ngày đi ăn nhậu, giờ này còn ở ngoài ruộng không biết đường về nhà. Rồi cái này lần này là bị ma giấu chắc luôn nè. Ờ mấy đứa nhìn thấy mấy cây dừa nước không? Nè đây là cây dừa nước nha, ở dưới quê thầy nhiều lắm, miền Tây nhiều lắm. Đó đây là cây dừa nước. Rồi còn đây là cây chuối. Còn đây là đi lạc. Ảo thật đấy. Đó thầy mới đi nhậu xong thầy về. Cái bây giờ thầy mất trí nhớ rồi, thầy không nhớ đường về nhà nữa. Bây giờ thầy phải kiếm đường về nhà đi thầy. Ghê thiệt chứ. Thử thách 6 ngày 6 đêm nhậu mất trí nhớ luôn. Nhậu lạc trong rừng luôn. Ủa cái mộ kìa mấy đứa ơi. Trời đất ơi, ở dưới miền Tây là thấy cái này nhiều lắm nè. Trong mấy cái đồng ruộng là sẽ có những cái mộ của người ta nè. Rồi mấy cái con gì nó kêu ghê quá thầy ơi. Ghê thiệt đúng á. Trời ơi, nhà thầy không về mà thầy vô nhà mộ chứ vậy. Ai biết đâu thầy thấy chỗ này có đốt lửa nè. Vậy là hồi sớm ở trong này có người hay sao á, người ta đốt lửa kìa. Đó đó, thấy không? Ôi, cái mộ này của ai vậy, lỡ coi thử rồi mấy đứa. Gì đây? Nguyễn Nhất Thiên hả? Sinh năm một... Ơi, bia mộ đã bị đập vỡ. Ê, thầy mới lại thêm quyết kìa nha. Người chết này mới có 23 tuổi rồi thầy ơi. Trời ơi, không có cái hình luôn kìa. Ghê quá à. Em nghe nói mấy người chết trẻ linh lắm á thầy. Thầy đứng đây hồi á ha, người ta lôi cái vợ thầy vô luôn á. Ê, không chơi bồ nhà hù bồ nhà nha. Quay một hồi ha, mà thấy ai trước mặt chứ thì xỉu đi luôn á mấy đứa ơi. Thầy cứ tiền sử bệnh tim mấy ngàn năm nay rồi đó. Gì đây, nhà mộ. Tối á, người ta đi nhậu xong á là người ta đi về nhà, hoặc là người ta đi tăng 2, tăng 3, hát karaoke. Thầy đi vô trong cái này chi vậy, lê gia chi mộ. Đời hư ảo đưa thầy vào trong đây thôi chứ thầy cũng không biết nữa mấy đứa ơi. Vợ chồng chú ấy mất sớm, lúc còn sống họ là người tốt. Trời ơi, còn sống là người tốt vậy chắc lúc chết là người ta không có hù mình đâu ha. Rồi mà không biết là sao mà hai vợ chồng chết luôn rồi mấy đứa ơi. Trời
Trời ơi, 3 giờ sáng mà thầy còn đứng trước mộ người ta, thầy không hồi sự nữa. Thôi, thầy quên hết trí nhớ rồi. Thầy là người trong xóm này mà người ta chôn này mà thầy không biết. Ủa mà thầy tên Hải rồi cái họ hay là gì thầy? Ai biết đâu, thầy đâu có biết là thầy họ gì đâu. Thầy chỉ biết thầy tên Hải thôi. Hồi đó thầy lái xe cẩu nên người ta kêu thầy là Hải Cẩu. Chắc cái tên đó là mấy bạn nhậu đặt cho thầy rồi. Bây giờ thầy kiếm đường về nhà thầy ơi. Ôi, hình như là ai lấy cái cây đó đập vô cái mộ này nè thầy. Chắc không phải thầy đâu ha. Em hy vọng là vậy. Ở đây có một cái miếu thờ nè mấy đứa ơi. Đó, cây cối đồ quá trời tùm luôn, đúng là ở dưới quê luôn á. Rồi dừa rụng nữa nè, đây là dừa khô nè ha. Đây là dừa xanh nè. Còn đây không phải là dạng vừa đâu. Trời ơi, thầy mới không phải là dạng vừa đâu á. Giờ này mà thầy còn không về nữa, người thân gia đình của thầy đang lo cho thầy á, đang đi kiếm thầy á. Rồi thầy lạc vô trong này, người ta biết đường đâu, người ta kiếm thầy về. Thầy cũng đang cố gắng để kiếm đường về nè. Sao ở đây có một đống cây khô, ta phải tìm đường khác về nhà. À, trời, đống cây này nhảy qua về nhà thôi chứ. Thanh niên này làm biến ghê luôn. Rồi, bụi tre nè mấy đứa ơi. Cái bụi tre này nó gắn liền với là nhiều câu chuyện ma lắm nè. Hình như bên đó có cái nhà ngoài có mấy lu nước kìa. Không đi đường này được luôn. Trời ơi, thanh niên này làm biến ghê á. Giờ phải kiếm đường khác về nhà thôi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ai vậy? Ai dắt giờ mà nhảy xuống mương tắm vậy? Đừng có hù tôi nha. Không là tôi sẽ đọc thần chú đó. Tôi đọc đây. Quay 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 quay. Sao mới gặp lần đầu mình quay quay. Em ơi em à, em có bùa gì mà làm anh lạc vào trong này vậy? Bây giờ thầy kiếm đường về nhà đi, thầy đừng có đi vô trong này nữa. Rồi rồi rồi, gần về tới nhà rồi mấy đứa ơi, gần về tới nhà rồi. Thầy linh cảm là đường này là đường ra đồng mà. Trời ơi, linh cảm của thầy làm em bệnh cảm luôn á. Thầy nhậu riết rồi, thầy không biết đường về nhà luôn. Ghê thiệt chứ. Nghĩ về tương lai, cuộc sống sau này, cái cầu qua đã trôi mất rồi, cũng không cần qua đó. Vậy là bên đó cũng không phải là đường về luôn mấy đứa ơi. Sao kỳ vậy ta, sao cũng có đường nào về hết trơn vậy? Ngộ thiệt chứ, nhà đâu mà trong ruộng nữa. Ê, có cái máy nè. Ờ, có cái máy này nhìn quen quen đó thầy ơi. Cái máy này giống cái máy người ta chạy xuồng đó thầy. Nó chạy xịt khói luôn rồi kìa. Ờ, gì đây? Lầm hả? Một khung xăng. Đây, chúng ta sẽ lấy thùng xăng này về. Rồi, ủa, sao cái máy này tắt luôn rồi? À, thì ra là cái máy này nó xài xăng Bluetooth. Lấy cái thùng xăng đi là nó sẽ tắt. Người giùm lấy thùng xăng mình làm gì? Cuối cùng thì thầy cũng đã tìm được đường về nhà rồi mấy đứa ơi, mấy đứa chúc mừng thầy đi. Đó, đường về nhà là vào tim ta, có nắng mưa gần xa. Rồi, thầy đã đi về tới nhà rồi đây mấy đứa ơi. Đó, vô nhà thôi. Ủa, cái gì vậy? Trời đất ơi, một trận lũ lụt nó đã cuốn mất tiêu cây cầu rồi. Bây giờ không có đường đi qua bên nhà mình nữa rồi, giờ sao? Cái này chỉ có trong game thôi nha. Còn ở ngoài đời á, về tới nhà mà mất cây cầu á, thầy cũng bay qua bển luôn. Kệ nó, bay qua bển ít nhất gì cũng về được tới nhà. À, chắc là đường này về nhà mình à. Còn nhà đó là nhà của ông ba. Ê, cái gì đó? Ai kêu mình chết đi mấy đứa ơi, trời ơi. Không chết đâu. Giờ này mà chết gì về tới nhà rồi chết luôn cũng được. Cái gì đây? Cái gì trong cái lu vậy? Cái gì trong cái lu vậy mấy đứa? Ê, đừng có nhảy. Mấy đứa ơi, cái gì vậy? Trời ơi, có con ma mà đầu vàng rồi mấy đứa ơi, nó nói gì vậy? Nó nói là tất cả là lỗi của mày, mày phải trả giá. Mà trả giá gì em không biết, mà em mới vừa là ướt quần rồi. Chơi gì nấp ngay cái đường về của người ta vậy, hù gớt cái tim ra ngoài luôn hả? Nè, lấy cái cây tre này đi gõ đầu nữa đi mấy đứa. Để em đi cho thầy, em dũng cảm nhất nè, để em đi cho. Ê, trời ơi, mẹ tôi ơi, trời ơi. Sao mà đó được? Trời, tự nhiên cái cây này cản đường mình là sao? Dám cản bước Hero Ride hả? Để em lấy cái cây ra thầy ơi. Ê. Rồi, xỉu luôn rồi. Rồi, cái cây biến mất rồi. Bây giờ phải chạy thiệt là nhanh qua mới được. Ê, nữa kìa. Ê, chết tiệt, cái cây chết tiệt này. Cái gì nữa vậy? Trời ơi, đừng lại xỉu bây giờ. Ê. Rồi, xỉu rồi. Bố mình nhịn lâu lắm rồi đi nhá. Hình như cái bụi cây đó là ma quỷ gì á thầy ơi. Nó cố tình cản đường mình lại để không cho mình qua. Nếu mà mình qua thì nó sẽ bắt cho mình xỉu vậy á thầy.
Bây giờ mình kiếm cái gì đó để mình trừ khử nó đi thầy. Trời ơi, không biết là nhân vật mình chơi nó có cái tai không nữa. Nãy giờ thầy không có thấy cái tai của nó đâu luôn á mấy đứa. Rồi có cầm được gì đâu mà trừ khử được cái cây đó. Thầy quên là hồi nãy mình lượm được cái bình xăng hả thầy. Bây giờ mình đi kiếm cái lửa, cái mình đốt cái cây này là được rồi. Ok đó, ý kiến hay á. Bây giờ mình lấy xăng mình đổ lên đây đúng không? Cái mình đốt cái trái nguyên cái xóm này luôn. Cái mai cái công an vô bắt mình lên phường rồi mình khỏi cần phải kiếm đường về. Quá dễ. Hình như thầy nhớ là chỗ cái mộ kia nó có lửa đó. Bây giờ mình chạy qua đó mình kiếm. Ê, rồi chết là thầy lỡ bước vô trong này rồi mấy đứa ơi. Rồi, cái cây quỷ yêu này xỉu nè, xỉu. Ê, cái ngọn lửa này giống đá dưới địa ngục á mấy đứa. Đốt mà nó cháy suốt cuộc đời luôn, nó không bao giờ biết dừng lại luôn á. Trời ơi, anh ơi cho em xin miếng lửa nha anh ơi. Em đốt cái cây. Đó. Ê, đây có cái hộp quẹt này mấy đứa ơi. Rồi, tuyệt vời. Vậy là suy luận của Mai Xương Đen là chính xác rồi. Rồi, lấy cái hộp quẹt ra đốt cái bụi cây đó mới được. Rồi, cái cây đâu rồi, cái cây đâu rồi, ra đây. Tới công chuyện luôn rồi. Rồi, mày chết mẹ tao, đốt cây nó. Rồi, ôi. Ôi, trời ơi, ghê quá mày ơi. Lần đầu tiên trong đời em thấy gì luôn á. Thấy rồi, thấy chưa, nó chạy mất tiêu rồi kìa mấy đứa ơi. Rồi, bây giờ chúng ta đi về nhà thôi. Ôi, không biết về nhà còn bao nhiêu gian lao nữa đây. Cái gì phía trước vậy? Ê, cái gì vậy? Rồi, đường cục nữa rồi. Ủa gì kìa vậy? Trời ơi, thầy đi lộn đường ở đây ơi, đường này nè. Đường này mới đúng nè. Nè, hồi nãy giờ mới thấy được cái cầu á, mừng ghê luôn á. Cái cầu này mà gãy nữa chứ em nhảy xuống mương nè em về luôn á. Sao gió lớn dữ vậy ta, nãy mình đâu thấy cây nhúc nhích ơi. Gì vậy? Ơi. Ờ, quay đầu thầy ơi, quay đầu là bờ thầy ơi. Chuyển cái màu này là thấy nghi rồi đó. Ờ, quay đầu thầy ơi. Trời đất ơi, bước qua cây cầu giống như là bước qua bên kia thế giới vậy. Rồi, hết rồi. Cái màu nó bình thường trở lại rồi. Rồi, đi mấy đứa ơi, đi qua cầu. Sao nó chuyển cái âm nhạc gì mà nghe buồn dữ vậy thầy? Kiểu giống như là nhạc hồi ức, ký ức kìa thầy. Thầy kể câu chuyện về anh Hải cho em nghe đi thầy. Và câu chuyện hôm nay tôi muốn kể cho quý bạn và các vị và mấy em học sinh của thầy nghe đó là một chuyện hoàn toàn có thật về một tấm gương tối. Anh thanh niên tên là Hải, dù sinh ra trong một gia đình không được mấy khá giả, nhưng anh Hải vẫn đi nhậu từ sáng tới chiều, từ chiều tới tối, về nhà quẩy ông bà già 6 ngày 6 đêm đòi mua Wagyu, nhưng ông bà già không mua. Anh Hải giận quá ra đồng ngủ thì gặp ma. Anh Hải là một người bất hạnh, dù mới sinh ra nhưng anh Hải không biết đi. Đến năm 3 tuổi thì anh Hải mới biết nói. Ô lộn, 2 tuổi. Câu đầu tiên mà anh Hải nói là chú puppy mua nha nhô. Cha mẹ anh Hải sợ quá mời thầy về cúng cho anh Hải. Thật ra thì anh Hải chỉ hút lá đu đủ của hàng hàng xóm. Anh Hải hút lá đu đủ vậy thôi, nhưng đổi lại anh rất vui tính, có lúc không vui. Thôi thầy ơi, đừng kể về anh Hải nữa thầy ơi. Em cũng hải với anh Hải lắm rồi đó. Thầy kể hoài vậy, 3 giờ sáng mà thầy gọi điện vô nhà anh ta chứ gì? Chó ngược á thầy. Không, cái này kiểu là bây giờ là người ta đã đi ngủ hết rồi. Mình hồi ức về cái tuổi thơ của mình hay là trí nhớ gì đó. Để thầy kiếm coi còn ai thức không. Để thầy hỏi thầy là ai, thầy đến từ đâu và bây giờ thầy phải làm gì. Cô ba chú bảy ơi, có ai còn thức không vậy? Trời đất ơi, cái xóm này không có con chó nào hết trơn vậy ta. Sao kỳ vậy không? Ê, có vết máu. Hình như đây là hiện trường của một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng á mấy đứa ơi. Ủa mà tai nạn giao thông là phải vẽ máu chứ. Ê, trời ơi. Ôi, gì vậy? Gì vậy? Cái gì vậy? Ma kìa mấy đứa ơi. Ôi trời ơi. Ôi, chạy. Ôi, trời ghê quá mấy đứa ơi. Tai nạn giao thông mà đắp chiếu luôn rồi kìa, đứt chuột rồi kìa. Để thầy lợi thầy hỏi người ta thử coi chuyện gì xảy ra vậy. Ê, gì vậy chú? Chết rồi đó, vừa lộng mày chưa là sao? Hình như là cái chú này đang trách móc người chạy xe hay sao á. Để thầy hỏi thêm. Ui, mấy cái này là mấy cái hồn ma nè, người nè. Chúng tôi đề nghị bà con lý xác vào lệ tránh tụ tập để ảnh hưởng tiện qua lại. Ông này gào lên thì ai đi qua được nữa. Trời ơi, tiền âm phủ quá trời quá đất luôn rồi nè. Ui da, người chết nằm kìa mấy đứa ơi. Ui cái chân kìa. Ui da, toàn dữ. Chắc là hai người này là dân chơi rồi thầy ơi. Bốc đầu cười chung với nhau rồi ngày này năm sau là ngày bốc mộ luôn nè. Ôi nằm kìa, ghê quá à. Để hỏi hiểm chú này, nguyên nhân tai nạn là mất lái và tông vào người qua đường. Chết rồi, nãy giờ mình suy luận sai hả? Vậy là đáng trách nhất là cái thanh niên này chạy quá trời tốc độ cao nên không điều khiển được tốc độ, mất lái rồi tông người qua đường, chết người luôn.
Trời ơi, ma coi nhiều còn hơn người dân nữa. Quá trời ma ngoài luôn. Gì? Đua xe hả? Ghê ấy. Trời ơi, thanh niên này chết là phải rồi. Nhưng mà liên lụy người qua đường hả? Mới vừa bị phạt đua xe xong giờ chạy quá nhanh tông người ta luôn. À, mà thanh niên này chạy xe không thắng luôn. Công nghệ phanh Bluetooth luôn. Hèn chi tông người ta phải rồi. Thiệt là tình luôn á. Ghê thiệt. Chạy vậy á. Ăn rồi tối ngày báo. Báo làng muốn sớm. Để hỏi thêm thông tin về cái thanh niên này mới được. Ờ, quá trời luôn. Người không thấy người dân coi mà thấy ma coi không. Chú con này sao lại chú? Cái thằng này nó chạy phá làng phá sớm rồi. Giờ nó tông chết người ta nữa rồi. Cái gì? Nó tông chết người ta nữa rồi. Nhưng có lẽ là nó đã tông chết người ta một lần rồi hả? Ủa sao biến mất hết rồi? Gì ghê vậy? Trời ơi. Trời đất ơi. À, đây có chùm chìa khóa nè mấy đứa ơi. Đây là cái chỗ nằm của nạn nhân. Có lẽ là chùm chìa khóa này là chùm chìa khóa của nhà của nạn nhân nè thầy. Đó, thấy không? Đây chùm chìa khóa nhà của nạn nhân nè. Thầy kiếm nhà nạn nhân đi. Trời ơi, kiếm nhà nạn nhân chi nữa ông nội? Chắc vợ kiếm đường về nhà của mình đi. Kiếm nhà nạn nhân chi? Nhà người ta chết rồi vô nhà người ta chi nữa? Có khi nào cái anh thanh niên cái đầu hồi nãy là cái người mà đã tông chết người này ông ta? Thầy không biết nữa. Nhưng mà mấy đứa có nhớ cái khúc này không? Để thầy cho mấy đứa coi lại. Mày cái ám hộ chỉ, mày phải trả nha. Đó, cái đầu đó nó nói là tất cả là lỗi của mình. Mọi chuyện là do mình gây ra, mình phải trả giá. Không lẽ là mình người gây ra tai nạn hả? Ủa mà người gây ra tai nạn chết rồi mà. Thôi, hãy đừng suy luận nữa thầy ơi. Thầy suy luận hồi cái mình từ người sống mà trở thành người chết luôn á. Mình chết mình đâu có cầm được cái đèn, mình đâu có đốt lửa được. Thầy hiểu không? Rồi, để thời gian trả lời mọi chuyện. Bây giờ thầy sẽ mở cái cửa này ra. Đó, cái cửa này là cái cửa của người bị tai nạn chết nè. Để thầy vô trong cổng thầy coi nam hay nữ. Để coi có phải là cái thanh niên đầu vàng đó không. Nếu mà thanh niên đầu vàng đó là mình là người gây ra tai nạn. Thầy bước vô ha, cái hình á, di ảnh á, nó cười với thầy. Xong rồi cái nó đóng cửa lại, nó lôi thầy vô trong nhà luôn. Nhà khóa cửa rồi, không có vô được. Thầy cũng không nhìn vô trong cổng được nữa. Không có thấy gì hết trơn, trời á. Che rèm đồ lum hết trơn rồi. Cho nó có gì chớp chớp vậy? Không phải là ma đúng không? Rồi. Thầy lú mắt vô thầy coi rồi. Sợ quá mấy đứa ơi. Sợ lú vô cái nó cười cái trời ơi. Mấy cái nhà miền Tây á thường có cửa sau á thầy. Cửa sau không có đóng á thầy. Hoặc là không có cửa sau luôn. Quen là khỏi cần mở cửa luôn cũng vô được nữa. Rồi để thầy lại sao coi thử nha. Thì ra đi cặp bên hông hè này nè. Ê, nhà này cũng khá giả chứ bộ. Chứ đâu phải nghèo đâu. Đâu phải nhà kia đâu. Ê, có cây cầu về nhà. Ủa trời đất ơi. Tưởng đâu cây cầu về nhà chứ ai ngờ đây là cây cầu giải quyết công chuyện. Đó, quá dữ luôn, nhà có cầu giải quyết này là xí chất rồi. Ở sau là sàn nước, à đây nè. Có cái cửa vô rồi nè mấy đứa. Ồ, nhà cũng giàu quá trời quá đất luôn nè. Có luôn nước, đồ luôn, trồng dừa, còn miếng vườn rộng quá trời nè. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vô cửa sau nha mấy đứa. Nhớ la cho thầy để thầy lấy thêm sức mạnh để vô. Tới công chuyện rồi. Cái gì vậy? Ủa, ai trong nhà mà phóng cái búa ra thi ghê vậy? Trời ơi, mà chơi ám khí phi tiêu vậy? Ai? Là ai? Bước ra đây. Trời đất ơi. Ui, ủa, cái mương gì ở đây à? Ê, thả cho em anh ơi. Em biết gì anh ơi, em xin lỗi rồi. Vô nhà của anh ơi, trời ơi. Dạ, không có anh ơi, không có.